Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trong video ngày hôm nay thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái vận mệnh tử vi của những người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 nữ mạng. Kính thưa quý vị, xem tử vi năm 2024, năm Giáp Thìn của những người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 nữ mạng để luận giải chi tiết về vận hạn, công danh, sự nghiệp, tiền bạc, tài lộc, tình duyên, gia đạo, sức khỏe và những cái tai ương có thể xảy ra trong năm 2024, năm Giáp Thìn. Từ đó sẽ giúp cho đương số nắm bắt được cái vận cát hung, gặp thời tốt thì tận dụng để phát triển, mà gặp vận xấu ấy, thì hạn chế tiến hành những cái việc quan trọng để đề phòng những cái xui xẻo, những cái vận hạn nó ám vào bản thân. Những người tuổi Bính Ngọ phải đối diện với đôi chút cái khó khăn trong năm 2024, năm Giáp Thìn. Nhưng bằng cái bản lĩnh và cái sự bình tĩnh sẵn có thì quý vị có thể nhẹ nhàng vượt qua một cách là bình an và may mắn. Với những người vẫn còn đang công tác thì những gia chủ tuổi Bính Ngọ, nữ mệnh thì cần nghiêm túc trong công việc, tránh lơ là tạo điều kiện cho kẻ xấu tìm cách hãm hại và tìm cách gây ảnh hưởng đến cái uy tín của chính bản thân mình. Đặc biệt là những người làm lãnh đạo thì cần phải tỉnh táo khi đưa ra những cái quyết định, không nên tin theo lời của kẻ nịnh nọt bên ngoài. Ở trên phương diện tài chính thì chưa có cái bước phát triển lớn, nhưng nhìn chung thì gia chủ vẫn có đồng ra đồng vào. Con giáp này có thể thử sức mình ở trong những lĩnh vực mới, song không nên quá tin tưởng vào những cái cơ hội phát tài từ trên trời rơi xuống. Muốn giàu có thì phải cố gắng bằng chính cái sức lực của bản thân mình. Còn về vấn đề gia đạo thì nhìn chung trong năm, gia đình thì yên ấm bình an. Dù chuyện mâu thuẫn, ý kiến là điều khó tránh khỏi, song mọi người đều cố gắng thấu hiểu lẫn nhau. Bản mệnh nên tin tưởng vào con cái của mình nhiều hơn, không nên can thiệp quá sâu vào các vấn đề hay là quyết định của những người khác. Quý vị thân mến, năm 2024 Giáp Thìn chúng ta biết những người tuổi Bính Ngọ ấy, người này sinh năm 1966, nữ mệnh, thì có thiên can là Bính, địa chi là Ngọ, người này có lá số là Dương Nữ. Đó. Có ngũ hành là Thiên Hà Thủy, có cung mệnh là Cung Đoài thuộc Kim. Người này được gọi là Hàn Lộ Chi Mã, có nghĩa là ngựa chạy trên đường. Đó. Có xương con ngựa, tướng tinh con thùng luồng, con nhà Hắc Đế, Tân Khổ. Thưa quý vị, xét về cái mối quan hệ thiên can, chúng ta có Bính gặp Giáp thì nó là cái vận thiên ấn. Đó. Nói chung, trong năm 2024 nó Giáp Thìn, những người tuổi Bính Ngọ, nữ mạng, được thiên ấn nó trợ mệnh. Vậy nên là trong năm, công việc của những người tuổi Bính Ngọ được khởi sắc nhờ có thiên ấn nó chiếu vận. Con giáp này có tiếng nói trong công việc, mọi cố gắng của gia chủ cũng đều được cấp trên nhìn thấy. Trước đây, có kẻ thích sân si, dìm hàng, những người tuổi Bính Ngọ, nhưng bây giờ thì họ phải im miệng vì không tìm ra những cái lỗi lầm của gia chủ. Vậy nên những người tuổi Bính Ngọ cứ làm tốt thì chẳng ai dám ức hiếp bản thân cả. Xét về mối quan hệ địa chi, chúng ta có Ngọ gặp Thìn, Ngọ hỏa gặp Thìn thổ, nó được cục diện tương sinh nhưng nó lại là sinh xuất. Nói chung là trong năm thì vận khí là bình ổn, công việc làm ăn thì vẫn tiến triển tốt đẹp, tài lộc thì vẫn duy trì ở cái mức độ ổn định, có khoản tích lũy. Gia đạo hay là sức khỏe thì đều cũng ở mức hài hòa, không có nhiều cái biến động bất lợi. Nhưng mà trong năm gặp cục diện là Ngọ hỏa sinh Thiên thổ, tức là nó sinh xuất là thất tài, là bất mát. Vì thế mà trong năm thì những người tuổi Bính Ngọ, nữ mạng, hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế để được trợ mệnh hộ thân. Kim bài thái tuế năm 2024 là ngày Lý Thành Đại Tướng Quân. Biểu tượng của ngày Lý Thành Đại Tướng Quân là một tay cầm kiếm và một tay cầm một túi vải. Đó. Đằng sau có in hình linh phù thái tuế. Quý vị hãy để cái kim bài thái tuế trong túi, trong ví hoặc là sau ốp điện thoại để nghênh đón thái tuế, nghênh đón vị thần cai quản lớn nhất trong năm 2024 là Giáp Thìn để được ngài trợ mệnh, giúp cho vận trình năm được hanh thông thuận lợi. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái kim bài thái tuế mang lại cái may mắn, mang lại cái bình an cho mình trong năm 2024 là Giáp Thìn. Đó. Thưa quý vị, xét về cái cục diện ngũ hành nạp âm ấy, thì chúng ta có năm Giáp Thìn có ngũ hành là gì? Phúc Đăng Hỏa. Còn những người tuổi Bính Ngọ có ngũ hành là Thiên Hà Thủy, thủy hỏa là tương khắc. Vậy nên bản mệnh và lưu niên thì lâm vào cục diện là tương khắc, khó tránh khỏi lúc đau yếu, ốm đau bệnh tật, suy nhược cơ thể, các bệnh liên quan đến tuổi già. Nói chung gia đình có thể xảy ra nhiều chuyện mâu thuẫn, xung đột. Đó. Nhưng mà không quá nghiêm trọng, mọi thứ thì vẫn nằm trong tầm kiểm soát của những gia chủ tuổi Bính Ngọ. Nói chung thì năm 2024 Giáp Thìn, nếu mà xét về cái mối quan hệ địa chi thiên can ngũ hành thì những người tuổi Bính Ngọ nữ mạng sinh năm 1966 có thể đón nhận một năm là bình ổn, ít có biến động, hầu như là không có những biến cố nào quá lớn.
Nói chung ấy, gia chủ thì cần phải chủ động lo liệu mọi việc. Công việc thì tiến hành ổn định, đúng không? Tiền bạc nó cũng tiến vào cái giai đoạn tích lũy. Nói chung ấy, là những người tuổi Bính Ngọ, nữ mạng thì cũng có của ăn của để. Sức khỏe thì trong năm cũng tốt, không mắc phải những bệnh nào quá nghiêm trọng. Nhưng mà cái chuyện ốm đau lặt vặt là điều khó có thể tránh khỏi. Gia đạo thì cũng khá hài hòa, trên dưới thì tôn trọng lẫn nhau. Có xung đột đấy, nhưng mà cũng gì sớm được hóa giải đó. Với những người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 nữ mạng thì năm 2024 Giáp Thìn ấy, quý vị là 59 tuổi. 59 tuổi gặp cái sao hạn là cái sao thổ tú. Cái sao thổ tú ấy, nói chung ấy, gặp cái sao thổ tú nó chiếu mệnh thì đương số dễ gặp những cái trở ngại trong công việc. Hoặc là gì, những cái xung khắc trong các mối quan hệ, những cái tai tiếng thị phi và có kẻ ném đá giấu tay, sinh ra thưa kiện. Nói chung quý vị xuất hành trong năm thì cũng không được thuận lợi. Gia đạo thì bất hòa, làm ăn chăn nuôi thì thua lỗ, sức khỏe thì yếu. Cái sao này nó xấu nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về sao thổ tú như sau. Thổ tú sao ấy phải lo, tuy rằng ít nặng, giữ cho vẹn toàn. Tháng 1, tháng 8 chẳng an, kỵ trong 2 tháng, thiếp chẳng bi ai. Làm ăn thì cũng có tài, khiến cho đau ốm phải dày tổn hao. Mang lời chịu tiếng biết bao, buôn bán phải giữ, kẻo hao mất đồ. Tham tài dục lợi của vô, đem ra thì bị côn đồ lấy đi. Tin người ngon ngọt phải nguy, thi ân bố đức việc gì cũng qua. Gặp cái hạn này thì khuyên quý vị nên là tích đức hành thiện thì cũng sẽ được giảm bớt phần nào. Bên cạnh đó, cái dịp đầu năm thì quý vị cũng nên làm một cái nghi lễ gọi là nghênh sao giải hạn để hóa giải cái vận hạn xấu này đi. Tiếp theo, những người tuổi Bính Ngọ nữ mạng thì ở cái độ tuổi 59 nữ mạng thì gặp cái hạn năm là cái hạn Diêm Vương. Đấy. Nói chung gặp cái vận hạn Diêm Vương ấy, thì đương số cần phải cẩn trọng trong chuyện làm ăn, kẻo vướng vào cái chuyện kiện tụng pháp luật gây ra tranh cãi cãi vã. Đôi khi giúp người thì lại làm ơn mắc oán. Thì ngoài ra cần phải hết sức lưu ý cái vấn đề đi lại khi mà tham gia giao thông, đề phòng những tai nạn bất ngờ nó có thể xảy ra. Và trong năm thì có nhiều cái chuyện tin buồn, chuyện tăng chế nó từ xa đưa tới. Các cụ người xưa có câu là gì? Diêm Vương rất kỵ đàn bà, rủi lâm sản nạn chắc là mạng vong. Diêm Vương thưa kiện kỵ ngay, phải phòng mà giữ, động giải văn thư. Nói chung ấy thì cái hạn Diêm Vương này nó là cái hạn xấu với nữ. Đó. Vì vậy mà quý vị cũng cần phải hết sức đề phòng. Và để hóa giải cái hạn sao thổ tú cũng như là cái hạn Diêm Vương ấy, thì những gia chủ tuổi 1966 tuổi Bính Ngọ hãy sử dụng một cái vật phẩm phong thủy tên là Vạn Phúc Chi Nhân để hóa giải. Vạn Phúc Chi Nhân nó làm bằng bạc được mạ vàng và ở mặt trước nó có hình chữ vạn của nhà Phật, tức là vạn điều may mắn, vạn sự tốt lành. Mặt sau có chứa hình chữ phúc, đúng không? Tượng trưng cho cái phúc đức của gia tiên tiền tổ nó phù hộ gia chủ được bình an may mắn trong năm. Bên cạnh đó, phía dưới thì có một cái viên đá ruby. Đá ruby là một trong loại đá phong thủy, đá quý phong thủy được sử dụng làm trang sức phong thủy cao cấp cho nữ giới, đúng không ạ? Nó sẽ mang lại cái nguồn năng lượng dương cao và giúp cho gia chủ được mạnh khỏe bình an, tiếp thêm sức mạnh cho gia chủ vượt qua được những cái vận hạn, những khó khăn. Thì đây là một cái vật phẩm phong thủy chuyên để hóa giải cái vận hạn của năm đối với nữ mệnh đó, đặc biệt là cái sao thổ tú và cái hạn Diêm Vương với những người tuổi Bính Ngọ, giúp gia chủ có một năm bình yên và may mắn đó. Cái Vạn Phúc Chi Nhân này cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái Vạn Phúc Chi Nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Bính Ngọ nữ mạng. Thưa quý vị, nói chung năm 2024 năm Giáp Thìn thì những người tuổi Bính Ngọ nữ mạng thì gặp cái hạn xếp về hạn Kim Lâu thì quý vị không bị phạm nữa. Hoàng Ốc thì cũng không bị, cái hạn Tam Tai thì cũng không gặp. Như vậy trong năm thì quý vị có thể tiến hành làm những cái việc lớn, đó, việc đại sự như là động thổ xây nhà hay là tiến hành những cái việc cưới hỏi cho con cái thì cũng sẽ rất được lợi. Thưa quý vị, nói chung những người tuổi Bính Ngọ nữ mạng ấy, trong năm 2024 năm Giáp Thìn thì gặp cái vận niên là Thố Lộng Nguyệt, tức là gì, thỏ dẫn trăng. Đây là cái hình ảnh đầy vui tươi thoải mái, báo hiệu một năm có nhiều cái hạnh phúc, công danh sự nghiệp thì được gì viên mãn. Nói chung ấy, nó sẽ thỏa cái lòng mong chờ của quý vị từ bấy lâu nay. Về phương diện tình cảm thì nói chung nó cũng khá là tốt đẹp. Nói chung là cầu được ước thấy, gia đạo thì yên ấm, đón nhiều cái tin vui về chuyện con cháu. Những người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 nữ mạng thì trong năm 2024 năm Giáp Thìn, chúng ta biết ấy, là năm Giáp Thìn thì có Thìn. Thìn sẽ ẩn tàng ba cái thiên can là Mậu, Quý và Ất, đúng không ạ? Chúng ta có Bính gặp Mậu thì nó là cái vận thực thần. Nói chung năm 2024 năm Giáp Thìn, những người tuổi Bính Ngọ nữ mạng thì được thực thần nó đưa đường dẫn lối. Những người mà làm cái công việc mà tự do ấy, hoặc là những người làm kinh doanh buôn bán ấy, thì có thể kiếm được một khoản bội thu trong cái năm 2024 năm Giáp Thìn này. Gia chủ đã xây dựng được cái mạng lưới khách hàng, đối tác quen thuộc,
nên là cái đồng tiền chảy vào túi lúc nào cũng được bình ổn, ổn định. Tuy nhiên, những người tuổi Bính Ngọ, nữ mạng cũng đừng vội hài lòng với những cái gì mà mình đã làm được. Quý vị hãy tiếp tục đặt ra những cái mục tiêu, những cái tham vọng lớn hơn để tiếp tục thực hiện, bởi cái tiềm năng của gia chủ không chỉ dừng lại ở cái mức thu nhập như hiện tại. Bên cạnh đó, chúng ta có Bính gặp Quý thì nó là chính quan. Cái cục diện chính quan nó xuất hiện, nó sẽ giúp cho những người tuổi Bính Ngọ, nữ mạng xử lý vấn đề một cách là điềm tĩnh hơn. Khi không đánh giá mọi việc qua vẻ bề ngoài của nó, gia chủ sẽ trở nên nổi bật hơn trong cách ứng xử, xử lý vấn đề một cách khôn ngoan, có tình, có lý. Và trong năm 2024, nó Giáp Thìn cũng là cái thời điểm để điều chỉnh các mối quan hệ về tài chính, đó, giải quyết những cái rắc rối về tiền bạc. Đó. Gia chủ sẽ dễ có những cái quyết định đúng đắn, hỗ trợ cho một cái tương lai tươi sáng, sáng sủa hơn so với thời gian hiện tại. Bên cạnh đó, chúng ta có Bính gặp Ất thì nó là cái cục diện chính ấn. Lại được chính ấn nó trợ lực, nó khiến cho những người tuổi Bính Ngọ, nữ mạng ấy, bắt tay vào làm việc gì cũng trở nên thuận lợi hơn. Thì đây cũng là lúc để gia chủ giữ cho mình một cái tinh thần cởi mở. Vì rất có thể gia chủ và cái đội nhóm của mình ấy, sẽ tham gia vào những dự án đầy mới mẻ. Khi mà tinh thần tốt ấy, thì dường như là mọi thứ diễn ra được thuận lợi hơn rất nhiều. Thực ra ấy, những cái rắc rối nho nhỏ thì đều cũng nằm trong tầm xử lý của những gia chủ tuổi Bính Ngọ, nữ mạng. Nên là gia chủ cũng có thể là gì? Gây ấn tượng tốt với những người khác qua cái cách mình đối diện với cái sự cố, với cái sự việc, với những khó khăn. Thưa quý vị, trong năm 2024 nó Giáp Thìn, để mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc do cái thực thần, cái chính quan và cái chính ấn cũng như là cái thiên ấn nó mang lại, thì những người tuổi Bính Ngọ, nữ mạng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh hộ thân. Khi mang theo vòng quý nhân bên cạnh thì sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Nó giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung sát, những cái thị phi, những cái hạn tiểu nhân hãm hại. Khi mang theo cái vòng tam hợp quý nhân bên cạnh thì quý vị gặp khó khăn, gặp trắc trở thì quý nhân cũng sẽ kịp thời xuất hiện, giúp gia chủ hóa giải được những xung khắc, những thị phi và hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Từ đó tài lộc, tiền bạc cũng sẽ ùn ùn kéo đến với những người tuổi Bính Ngọ. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, tài lộc trọn đời cho những người tuổi Bính Ngọ, nữ mạng. Thưa quý vị, nói chung ấy, thì dựa trên cái phân tích tổng hợp các yếu tố ở phía trên ấy, thì chúng ta biết cái vận mệnh tử vi của những người tuổi Bính Ngọ, nữ mạng sinh năm 1966 ấy, thì trong năm 2024 sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn, bởi cái cát vận thì bị chiết giảm khá nhiều khi mà cái hung vận thì nó lại gia tăng. Công việc làm ăn có thể gặp những cái trục trặc, tranh chấp liên quan đến pháp luật, trồng trọt hay chăn nuôi thì cũng không gặp được thời, hoặc là bị thua lỗ, hoặc là bị gì thất thoát do dịch bệnh, hoặc là do những điều kiện không thuận lợi nó mang lại. Cái tài lộc thì cũng đi vào cái giai đoạn tích lũy ổn định, nó duy trì ở mức độ bình ổn, không quá túng thiếu cũng không quá là rủng rỉnh. Nói chung là chất lượng cuộc sống cũng như là cái chất lượng công việc được đảm bảo như cũ, kinh doanh buôn bán thì cũng có lộc nhưng mà cũng không nhiều. Về sức khỏe thì nhìn chung cũng không có biến động quá lớn. Trong năm thì đi đứng cần phải cẩn thận, đề phòng những cái tai nạn, tai ương bất ngờ nó có thể xảy ra. Trong gia đình thì có nhiều cái điềm báo về tăng chế. Gia đình thì nhìn chung là yên ấm, dù chuyện mâu thuẫn, ý kiến là cái điều khó thể tránh khỏi, song mọi người đều cố gắng thấu hiểu lẫn nhau. Bản mệnh nên tin tưởng vào con cái và những người xung quanh, những người thân của mình, không nên can thiệp quá sâu vào những vấn đề hay những quyết định của con cái. Như vậy sẽ duy trì được mối quan hệ hài hòa và ít bị xung đột. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái vận trình tử vi của những người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, nữ mạng. Hy vọng những cái thông tin hữu ích mà Tử Thông đã chia sẻ sẽ giúp ích phần nào cho quý vị và các bạn nắm được cái vận thế của mình, biết được cái cát vận mà tiến hành thực hiện những cái việc quan trọng, tránh được những hung vận, những cái vận xấu để quý vị gì có được cái sự may mắn, bình an và phát huy được cái tài lộc của mình trong năm 2024, năm Giáp Thìn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.